chương trình ứng dụng là chuyển đổi file PDF sang Word hoặc là PDF sang Excel. Chương trình có tên là ABBI File Reader. Đây. Giờ chúng ta tiến hành giải nén. Nó ra hai file, một là file rát là chứa cái file rát và một file cài đặt. Chúng ta dành đến tiếp tục, đây còn là hai file, đây là file giải, ba file setup, tiến hành cài đặt. Khi tiến hành cài đặt thì nó sẽ giải nén file này. Chúng ta chọn Intel, chúng ta dắt. Sau khi nhấn xong thì mình cơ sở hiện ra rồi, chúng ta chọn dòng đầu tiên import installation of ABBI file reader 12, chúng ta chọn cài đặt. Đây đây là cái chọn ngôn ngữ, chúng ta chọn tiếng Việt cho dễ sử dụng, bấm OK. Thì nhỏ cơ sở xuống như dễ nhìn. Nhà chúng ta chọn chấp nhận và là đồng ý và bấm tiếp theo. Chúng ta chọn thông thường là để mặc định và bấm tiếp theo và bấm cài đặt. Trong quá trình cài đặt thì nó diễn ra khoảng vài phút thì chúng ta chờ đợi ha.
cài đặt nó xong. Giờ mở ứng dụng lên xem nó thế nào nha. Một cơ sở cầu cái đồ quạt. Bây giờ chúng ta thoát. Giờ mình phải đăng ký. Đây là phải đăng ký. Lúc nãy mình giải nén ra. Mở nó lên. Bấm ngọt rắc. Đây là đã rắc xong, đây là đã đăng ký xong ứng dụng. Giờ mở lên để kiểm tra nha. Thế là đã xong, chúng ta đã đăng ký xong. Ok. Bây giờ mình thử mở một file PDF để chuyển đổi sang Word như thế nào nha. Một file ngắn ngắn thôi. Này. À, anh này đi. Chuyển qua này như thế nào nha. Đây, pha chất lượng của 16 thì chuyển ra quận chắc chắn nó sẽ bị một số lỗi. Đây là file sau khi đã chuyển xong. Do các file scan chúng ta chất lượng hơi thấp thành ra khi chuyển đổi ra nó sẽ bị một số lỗi về phông chữ ha, như đây. Không sao, ứng dụng nào nó cũng không có được 100% đâu, nhưng vì là đã quá tốt rồi. Thì chúng ta giờ sửa vô tư, nào lỗi thì mình sửa lại thôi. Bình thường. Rồi ok, vậy là chúng ta đã tiến hành cài đặt xong chương trình chuyển đổi file PDF sang Word, và chúng ta sẽ chuyển thử một file đã thành công. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy video hay thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chào các bạn.